Thầy xin chào tất cả các bạn nha. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn tiếp Destination C1, C2 các bạn nha. À, chúng ta đã hoàn thành từ Unit 1 tới Unit 8 và tất cả video thầy đều bỏ trên kênh YouTube của thầy nha. À, các bạn có thể lên đó theo dõi và theo dõi bất kỳ lúc nào mà các bạn muốn ha. Rồi rất là tiện lợi luôn. Còn ở đây thầy sẽ live và nhiều khi thầy không báo trước cho các bạn à, được à, bởi vì Thầy có uh, công việc, uh, có em bé nên là thầy sẽ không có báo trước được cho các bạn nha. Nhưng mà tất cả video thầy bỏ hết trên kênh Youtube để cho các bạn có thể theo dõi bất kỳ lúc nào các bạn nha. Rồi, uh, bất kỳ lúc nào. Rồi, thầy xin chào tất cả các bạn nha. Thầy xin chào tất cả các bạn. Đúng rồi, hãy yến học trên lớp rất là nhiều nè. Rồi, cũng cố gắng, cũng dành thời gian nha. Rồi, uh, Thanh Ngân thì uh, làm 30 tháng 4 thì cố gắng nha. Rồi, cố gắng. À, cơ bản rằng thầy không muốn quảng cáo ở đây Nhưng mà em nói 30 tháng 4 Thì à, hiện tại tối à, Các bạn trong lớp của thầy Thầy giảng 42 đề thi Olympic à, Ở trong cái lớp VIP Rồi bây giờ thầy sẽ hướng dẫn à, Tiếp unit 9 này các bạn nha Thì để học tốt cái unit 9 này Các bạn cần Các bạn cần tải cái tài liệu của thầy về nha Rồi như thầy nói rồi đó Tải tài liệu về à, này về nè ở trong đó có từ vựng có mọi thứ có on in cho các bạn ha. Đó và cái phần lý thuyết thầy đã tóm tắt ở đây cho các bạn nha. Và khi bạn đọc, bạn cố gắng đọc cái phần word trao này nha. Bởi vì nhiều bài tập của chúng ta nằm ở trong cái phần word trao này nè. Bạn nào mà không cẩn thận á thì các bạn sẽ à, khó mà à, làm được đó nha. Nếu bạn bỏ qua cái phần hãy cẩn thận nếu không sai đó. À, đặc biệt những cái phần này nè, cố gắng đọc nha. Rồi cố gắng đọc đây Đó đây nè Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm các bạn nha Cái bài tập ngữ pháp này nó về model verb Tuy nhiên nó ở mức độ là cao cấp các bạn nha Rồi ở mức độ là cao cấp à, Tuy nhiên có những câu rất là dễ luôn Tuy nhiên có những câu cực kỳ khó luôn Rồi thầy cảm ơn Hồng Hạnh nha Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ làm các bạn Ở câu số 1 Thì cái bài này về là model verb ha rồi model verb và semi model semi model là những cái chữ mà nó có hai chữ đó các bạn rồi giống như là từ octu á à, vân vân ha rồi bây giờ chúng ta sẽ làm thì bạn không thể thật sự nói chuyện nói chuyện được khi bạn chỉ một tuổi à, phải không thì trong câu này ở đây bạn thấy rằng chúng ta có cái từ là were các bạn nè đây chính là thì quá khứ đơn các bạn nha và chúng ta đoán được đây chính là một cái khả năng ở trong quá khứ các bạn nha một khả năng ở trong quá khứ tuy nhiên đây là một cái câu hỏi các bạn nha rồi nó là một câu hỏi vì vậy, vậy rằng đây chính là một cái à, một cái à, giả thuyết ở trong quá khứ nên các bạn chọn thầy là cái chữ này các bạn nha rồi đây chữ này à, nhìn vô cái biết ngay là chữ này liền luôn à, tuy nhiên chúng ta cần biết là khả năng trong quá khứ hay là giả thuyết trong quá khứ các bạn nha rồi cái này thì trong trường hợp này thì hai cái này đều đúng hết nha và dĩ nhiên là ở trước bạn chọn cái từ quyết định thì ở sau bạn chọn cái từ cút luôn nha rồi thầy chúc mừng rất nhiều bạn luôn rồi bạn ngọc bạn phạm max là bạn tom bạn các lâm bạn hải yến nha rồi xong các bạn chúng ta đã xong câu số 1 bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 2 thì trong câu số 2 này bạn thấy nè nếu bạn muốn nè rồi nếu bạn muốn các bạn lưu ý cho thầy nha cái từ could này nè nó đóng rất là nhiều vai trò các bạn à, cái vai trò các bạn hay thấy là cái là một cái thói quen trong quá khứ hoặc một khả năng trong quá khứ các bạn nha hoặc là một giả thuyết trong quá khứ à, tuy nhiên ở hiện tại nó cũng có vai trò của nó các bạn nha rồi ở hiện tại thì nó cũng có thể được sử dụng như à, là à, diễn tả à, một cái giả thuyết ở tương lai hoặc là một cái cách nói lịch sử các bạn nha rồi các bạn phải cẩn thận đó không phải cứ khút khút là quá khứ đâu nó đóng rất nhiều vai trò luôn thì trong câu này bạn thấy rằng phía sau chúng ta có thì hiện tại nè nên chỗ này các bạn có thể dùng cái từ can nha rồi đây chính là một cái khả năng ở hiện tại hoặc tương lai thì bạn chọn thẻ từ can và cái từ khút này cũng là một cái giả thuyết ở tương lai luôn các bạn nha nên cái nào cũng cũng đúng hết các bạn nha. Rồi bạn có thể chọn một tới hai chữ nha. Rồi tóm lại từ can này là khả năng ở hiện tại hoặc tương lai và cái từ could này nè là cái giả thuyết ở trong tương lai. Rồi ở trong tương lai, có nghĩa là xíu nữa tôi có thể cho bạn quê quá giang về nhà nha. Nên chữ nào cũng đúng hết các bạn nha. Hoặc một số bạn nói rằng ô oh, từ could này là cái từ lịch sự nè. Đó nhiều bạn nói rằng ô cái từ mai à, là lịch sử nhất và cái từ tới là từ khuất tới từ khen là ba chữ đó người ta xếp hàng đó thì cách giải thích đó cũng đúng các bạn nha. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 3 các bạn. Đây chính là câu ước nè. Rồi nếu một số bạn thấy câu ước thì bạn chọn cái chữ này luôn. Thì chính xác rồi nha. À, tuy nhiên ở trong trường hợp này nếu bạn không tính câu ước thì đây chính là một giả thuyết ở trong tương lai các bạn nha rồi giả thuyết ở trong tương lai đó mà nếu như bạn mở cái quyển sách này ra thì bạn thấy rằng người ta dùng cái từ là future hypothetical ability nè đó đây chính là khả năng giả thuyết ở trong tương lai rồi có nghĩa rằng có thể ở trong tương lai các bạn nha còn nếu mà cái khả năng uh, giả định ở trong quá khứ thì bạn thêm cái từ have vô nè đó hai chữ này là khác nhau nha còn hồi nãy chúng ta dùng cái từ là can cũng được nè, cái từ là uh, could cũng được ha. Rồi, can cũng được mà could cũng được. Bởi vì uh, chúng ta có cái khả năng về tương lai từ could này được dùng trong rất nhiều trường hợp các bạn nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ quay lại. Nói thì nó hơi khó nhưng thấy cái từ wish thì cứ chọn cái thầy cái từ could là được các bạn nha. Rồi, nói thì nó hơi khó nhưng cứ chọn uh, cái câu đó là được. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 3 các bạn. Rồi, chúng ta sẽ qua câu số 3. Thì ở trong câu số 3 này, ở đây bạn thấy rằng chúng ta có cái từ là could nè và cái từ là à, uh, be able to. Rồi could be able to. Thì trong câu này bạn chọn cái thầy hai cái đều được các bạn nha. Rồi hai cái đều được. Bởi vì phía sau chúng ta có cái từ là V1 nè, could cộng V1 và could be able to cộng V1 thì nó uh, mang ý nghĩa là tương đương nên các bạn chọn hai cách uh, cho thầy các bạn nha. Rồi Tóm lại rằng phần lý thuyết các bạn cần học kỹ để mà làm tốt cái phần này các bạn. Nó rất là rườm rà đó, không có dễ tí nào đâu. Rồi chúc mừng Yến, chúc mừng Tom, chúc mừng Anh Thư nha. Rồi Nguyễn Uyên Phạm Max à, bạn Jenny, à vân vân nha, rồi bạn Hồ Hải vân vân. Thầy sẽ qua câu tiếp theo các bạn nha. Là câu số 4 nè. Thì ở trong câu số 4 này các bạn, ở đây thì bác các bạn cẩn thận nha. À, xin lỗi nè, bạn có thể nói cho tôi biết là cái cách tới cái trung tâm giải trí từ đây không? Rồi, thì trong câu này, ở đây là bạn hỏi một cách lịch sự. Rồi, ờ, bạn hỏi một cách lịch sự. Ở đây bạn sử dụng thầy cái từ là could nha. Còn cái từ may này các bạn nha, là bạn không sử dụng được. Bởi vì từ may này nó được sử dụng cho cái việc mà xin phép nha. Rồi, câu số 4. Bạn không sử dụng cái từ may. Đó, tí nữa bạn sẽ thấy trong sách người ta ghi cho các bạn rất cụ thể nè. Bạn hỏi xin phép. Thì bạn có những cái chữ à, như thế này các bạn nha Còn bạn từ chối xin phép là bạn có những chữ như thế này Còn câu chúng ta là một cái câu hỏi thông tin Một cách lịch sự Nên chúng ta dùng cái từ could các bạn nha Rồi xong Chúng ta sẽ qua câu số 5 các bạn Thì tôi e rằng chúng ta sẽ không có gì đã đến buổi tiệc à, Đến buổi tiệc Rồi tóm lại rằng tôi e rằng chúng ta không thể nào tới được buổi tiệc thì trong câu số 5 này, ở đây, rồi chỗ này thầy tô thêm cái từ tu các bạn nha. Rồi thầy phải tô thêm từ tu bởi vì thầy tô thêm từ tu thì à, nó mới hợp lý. Còn nếu mà thầy không tô từ tu ở đây thì chúng ta chỉ có thể chọn câu này thôi. Còn ở đây thì các bạn sẽ chọn cho thầy hai cái các bạn nha. Rồi, chữ tu này là được tô đó các bạn. Tóm lại rằng các bạn sử dụng cho thầy cái từ can't là khả năng ở hiện tại ha. Và ở đây, won't be able to nè, một cái khả năng ở tương lai. Thì trong câu này, chữ nào cũng đúng hết các bạn nha. Rồi, cái nào nó cũng đúng hết. Một số trường hợp thì bạn thấy rằng à, chúng ta có khả năng ở hiện tại hoặc khả năng ở tương lai à, đều đúng hết. Rồi, câu số 5 bạn chọn thầy là hai cái. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 6 nha. Rồi, câu số 6 là một câu khó các bạn nè. làm câu khó. Tại sao chúng ta, tại sao câu 6 là một câu khó các bạn? Thì cảm ơn chúng tôi tới được sân bay vừa đúng giờ và chúng và chúng tôi không bị bỏ lỡ chuyến bay. Thì ở trong câu số 6 này, ở trong bài các bạn, người ta nói chúng ta một trường hợp cụ thể nha. Một trường hợp cụ thể trong quá khứ. Ở đây là trường hợp cụ thể nè, tới sân bay kịp giờ. Vì vậy rằng chúng tôi không bị bỏ lỡ chuyến bay. Thì đây là cụ thể nên các bạn chọn thầy là câu C nha các bạn sẽ không chọn à, cái từ could này bởi vì đây là một trường hợp cụ thể ha đó các bạn cần phải học thuộc cho thầy nha ở trong đây người ta ghi cho các bạn á những cái phần là quá trao quá các bạn cẩn thận các bạn đọc à, cho cẩn thận nha còn không thôi thì các bạn rất là dễ sai các bạn nha rồi đọc trong đây cho thầy nè à, đây người ta ghi cho bạn nè chúng ta không thường sử dụng khuất cho khả năng trong quá khứ và một dịp mà chúng ta sử dụng nè, was uh, hoặc là were able to nè, manage to nè. Đó, bạn sẽ không sử dụng could mà bạn sẽ sử dụng là má uh, manage to. Bạn chỉ có thể sử dụng could nếu như trong câu tường thuật nha, là robotic speech nha. Rồi đó. Uh, nó hơi khó hiểu xíu. Thôi thầy chúc mừng Ngọc và bạn sĩ uh, Hà Sĩ Phong nha. Rồi bạn Uyên, bạn Hải Yến, bạn Cát Lâm, bạn Anh Thư, bạn Vũ Thành nha. Rồi Tom, bạn Phụng Nghi. vân uh, vân. Đó thầy sẽ qua câu số 7. Thì Don nè sẽ không đi tới buổi tiệc barbecue bởi vì cô ấy phải làm việc. Thì bạn đoán rằng ở đây có cái từ had các bạn nha. Rồi, ở đây có cái từ hết thì câu này chính là thì quá khứ các bạn nha. Đây chính là thì quá khứ và ở đây bạn có could go và could have go. Rồi vậy thì chúng ta sẽ chọn cái câu nào đây? Thì như thầy đã nói rằng ở đây bạn có cái từ could cộng với một đây chính là một cái khả năng ở trong quá khứ trong quá khứ cô này không thể nào à, đi được rồi tóm lại cái từ go này là đúng các bạn nha rồi trong quá khứ cô này đi không được còn chúng ta có couldn't have gone thì nó khác với cái từ could go là chỗ nào thì các bạn lưu ý cho, cho thầy rằng chúng ta có couldn't have go đây chính là một giả thuyết trong quá khứ các bạn nha. Thì nếu bạn chọn là couldn't have gone thì có nghĩa rằng một uh, cái người bạn nào đó giả thuyết trong quá khứ rằng cái cô này không đi được bởi vì cái chuyện này. Rồi tóm lại rằng đây chính là một cái giả định ở trong quá khứ. Thì một khả năng trong quá khứ cũng đúng mà một giả định một giả thuyết trong quá khứ đều đúng hết các bạn nha. Rồi tóm lại trong câu số 7 này bạn chọn thầy là hai cái cẩn thận các thầy nha tóm lại cái bài này nó hơi khó chút xíu các bạn bạn nào chưa học kỹ à, model verb của b 2 đó thì bạn sẽ nghe thầy nói bùng 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 chút xíu nha bạn nghe thầy nói rằng ô giả thuyết giả thuyết giả thuyết gì đó hơi bùng 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 chút xíu các bạn các bạn à, cố gắng hình dung thầy nha tóm lại đây là một cái khả năng trong quá khứ trong quá khứ cô ấy không đi được bởi vì chuyện này còn nếu bạn chọn câu này có nghĩa rằng có thể là là cô ấy không đi được bởi vì chuyện này dạng như là bạn suy luận quá khứ đó các bạn bạn suy luận quá khứ đó rồi chúng ta hiểu như vậy các bạn nha à, chúng ta đang học là model verb nha phạm học nha là những khả năng ở hiện tại khả năng ở quá khứ khả năng ở tương lai giả định ở hiện tại giả định quá khứ giả định tương lai nó hơi khó xíu nha rồi chúng ta sẽ qua câu số 8 rồi chúng ta sẽ qua câu số 8 đây thì bạn rồi câu này thì có từ tu mà chỗ này từ could thì thì quá dễ luôn rồi các bạn rồi câu này chỉ có thể chọn là be able to thôi bởi vì chúng ta có cái từ tu chỗ này rồi be able to ha rồi bạn có thích rồi đây chính là khả năng ở hiện tại nè để mua căn hộ mà bạn đang thuê không rồi Ờ à, đúng rồi đó chắc chắn rằng ở b 1 cũng học luôn rồi b 2 học luôn rồi c 1 c 2 học nhưng mà cách khác nha cái cách tiếp cận nó khác nó khó hơn rất là nhiều đó các bạn rồi rất là khó hiểu đó thầy chắc chắn bạn sẽ làm được rất nhiều câu nhưng rất nhiều câu bạn sẽ cảm thấy khó hiểu nha rồi thầy thấy vũ thành nè ngọc nè anh thư chuẩn rồi nha yến chuẩn luôn rồi nha rồi thầy sẽ qua tiếp theo thì trong một ngàn năm thì loài người có khả năng du lịch à, nhanh hơn tốc độ của ánh sáng không rồi loài người có khả năng à, du lịch nhanh hơn tốc độ của ánh sáng không thì trong câu này một số bạn nói rằng ô ở đây À, theo câu này thì em sẽ sử dụng thì tương lai. Rồi đúng luôn các bạn nha. Rồi đúng luôn. Ở đây các bạn sử dụng cái thầy một cái khả năng ở trong tương lai và theo nghĩa của câu đây chính là thì ở tương lai các bạn nha. Rồi, thì tương lai. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu tiếp theo các bạn nha. Rồi chúng ta sẽ qua câu số 10. Thì trong câu số 10, mẹ à, con có thể xem tivi và làm bài tập sau đó không? À không, con không được. Rồi hồi nãy thầy nói các bạn xong đó không biết bạn nào còn nhớ không? Rồi không biết bạn nào còn nhớ à không nha. Rồi, à, chữ khen này nè. Rồi chữ khen này đây. Rồi chữ khen này tôi đậm nha. Rồi đây. Thì trong câu số 10 này hồi nãy thầy mới nói xong nè. Rồi thầy lật lại để cho các bạn dễ hình dung nha. Rồi thầy lật lại đây. Thì ở đây ác người ta nói nè, bạn xin phép thì bạn có những cái cách nói nè, là may, là could, là couldn't, là là can, là can't Tóm lại là may, could, couldn't, can, can't Còn bạn từ chối thì bạn sẽ có những cái cách này nha Thì bạn thấy rằng bạn từ chối không có từ might Vậy thì trong câu này các bạn sẽ chọn cho thầy là cái từ may này các bạn nha Rồi, chọn cho thầy cái từ may này Còn từ not này thì chúng ta không tô đậm nha Đó, bạn nào chưa hiểu thì xem trong sách đó nha Rồi, thầy có, có ghi cho các bạn đó rồi chúc mừng bạn nào mà chọn may nha. Rồi đúng rồi Thành nha. Rồi các Lam bạn Tom, bạn Hải Yến, bạn Uyên ha, bạn Phạm Học, bạn Anh Thư. Cẩn thận các bạn nha. Rất là dễ sai, rất rất là dễ sai. Thầy sẽ qua câu số 10 các bạn nha. Thầy sẽ qua câu số 10. Thì chúng tôi có thể đoán được chiếc xe lửa à, cuối cùng. Rồi, after on là chiếc xe lửa cuối cùng. À, nhưng dĩ nhiên chúng tôi không biết rằng à, không biết chiếc xe đó vào thời điểm đó. Rồi đây, câu này các bạn. Câu này thì nó làm đảo ngược lại cái khả năng à, của cái lựa chọn của chúng ta các bạn nha. Rồi hay quá Yến ha. Làm hai chuyện luôn ha. À, nên tập trung lòng chuyện sai hơn. Trong câu số 11 các bạn nè. Các bạn cẩn thận thầy. Một số bạn nói rằng một khả năng trong quá khứ. À, tuy nhiên đây không phải là một cái khả năng trong quá khứ các bạn. Mà là một cái giả định trong quá khứ Tại sao thầy nói là một cái giả định trong quá khứ Hoặc là một cái suy luận trong quá khứ Thì chỗ này các bạn nè Ý người ta nói rằng Nếu chúng tôi biết được chuyện đó Thì chúng tôi đã làm được chuyện đó Có nghĩa rằng đây chính là một giả định Trong quá khứ các bạn nha Rồi đây là một cái giả định đó các bạn Không phải là một cái khả năng đơn thuần Trong quá khứ là tôi làm được Chắc chắn là tôi làm được bởi vì tôi không có bị tật à, Tuy nhiên à, nếu mà nếu mà tôi biết nè, nếu mà tôi biết cái chuyện đó thì tôi có thể đã bắt được rồi. Rồi, đây chính là giả định nha. Rồi, xong. À, chúng ta đã xong câu số 11. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 12 các bạn nha. Rồi, câu số 12. Rồi, thầy chào Bảo Anh nha. Thầy chào tất cả các bạn. Thì trong câu số 12, bạn thấy rằng, bạn dịch ra nè, là ít nhất à, con có thể ít nhất là thức cho đến khi kết thúc bộ phim không thì đây chính là câu xin phép các bạn nha. Rồi, đây chính là câu xin phép. Và câu xin phép thì như thầy đã nói các bạn. Thì ở đây chính là xin phép nè. Bạn thấy chúng ta có cái từ may nhưng câu xin phép của chúng ta không có cái từ may not nha. Rồi, may not. Vậy thì câu này bạn chọn cái thầy là từ can't. Đó, coi chừng sai nha. Một cái điểm nhỏ thôi, nhưng cực kỳ dễ sai các bạn. Rồi rất nhiều bạn sẽ rất là dễ sai câu này tóm lại rằng khi bạn xin phép thì bạn có từ can't bạn có từ can bạn có từ could bạn có từ couldn bạn có từ may nhưng bạn không có từ may not đó nhớ cho thầy là vậy cực kỳ khó nhớ luôn cực kỳ khó nhớ luôn ha rồi nhưng mà các bạn làm rất tốt luôn rồi thầy chúc mừng lâm chúc mừng yến nè rồi chúc mừng phong chúc mừng anh thư uh, bạn tom phạm học bạn nguyễn uyên nha rồi bạn sĩ Phong. À vâng vâng. Rồi, thầy sẽ qua câu số 13. Rồi câu số 13. Thì mọi người có khả năng nói với Judy à, nói rằng à biết được rằng là Judy rất là buồn về một cái thứ gì đó ha. Rồi, một cái chuyện gì đó. Thì trong câu 13 này, một cái khả năng trong quá khứ đều được luôn, rồi hai cái khả năng trong quá khứ luôn. Nên các bạn chọn cái thầy à, cái này các bạn nha. Rồi, hai cái đều đúng hết các bạn nha. Rồi, code hoặc là worst able to nha rồi cái nào cũng khả năng trong quá khứ để đúng hết đây không phải là giả thuyết trong quá khứ gì các bạn nha rồi khi mà có have have á, thì lúc đó chúng ta sẽ tính tới cái chuyện đó nha bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 14 các bạn thì trong câu số 14 đây chính là câu xin phép tôi có thể mở cái cánh cửa không trời thì khá là stuffy là rất là là bực bội nè à, Chữ này có nghĩa là ngột ngạt các bạn Rồi khá là ngột ngạt ở đây Thì may chúng ta được xin phép Can chúng ta được xin phép luôn Can't chúng ta cũng được xin phép luôn Couldn't hoặc could được xin phép luôn Nên chữ này là câu xin phép là đúng luôn Rồi chúc mừng rất nhiều bạn Both both nha Thầy sẽ qua câu số 15 Thầy sẽ qua câu số 15 Thì trong câu số 15 này Bởi vì chúng tôi có khách Vào thứ 7 vừa rồi thì những đứa trẻ này được phép để mà thức à, cho tới tận giữa đêm rồi cho tới tận giữa đêm hồi nãy thầy nói các bạn đó không biết bạn còn có nhớ không thì đây là một trường hợp cụ thể nè đây chính là một trường hợp cụ thể trong quá khứ nên bạn sẽ không dùng quit mà bạn sẽ sử dụng những cái chữ này nha và đặt và các bạn chỉ sử dụng quit để các bạn nếu là câu tường thuật nha là ri à, Baltic Speak thì được nha rồi nên bạn nào quờ wow, lao tu thầy sẽ chúc mừng rồi à, chúc mừng thư chúc mừng ngọc chúc mừng cát lâm tuấn quang hà phương nha sĩ phong phạm học bạn uyên à, vũ thành vân vân xong các bạn nha bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần tiếp theo các bạn chúng ta sẽ qua cái phần tiếp theo đó bạn thấy rằng bạn thấy rằng cũng điền những chữ rất bình thường nhưng cực kỳ là dễ sai đó cẩn thận đó các bạn nó không dễ xíu nào đâu chúng ta phải hiểu rất là sâu thì mới dễ làm được nó nha thầy sẽ qua câu tiếp theo đây thầy sẽ qua cái phần tiếp theo là câu là phần mà bạn sẽ điền từ vào chỗ trống các bạn nha rồi chỗ trống thì hãy viết một động từ từ cái hộp à, trong cái hình thức đúng trong mỗi chỗ trống rồi điền những chữ này xuống đây và phải hình thức đúng nha tóm lại là khả năng ở hiện tại ở quá khứ tương lai áp dụng hết vô và làm thì nó dường như rằng không có ai có thể gì đó để mà ngăn cản uh, cái mâu thuẫn này uh, phát triển xa hơn uh, sâu hơn rồi thì trong câu này bạn thấy rằng chỗ này thì hiện tại nè chỗ này thì hiện tại luôn rồi chỗ hai cái hiện tại luôn chỗ này các bạn sử dụng cho thầy khả năng ở hiện tại luôn Đây chính là đu các bạn nha Rồi khả năng ở hiện tại đu xong rồi bạn nào đu thầy xin chúc mừng thầy sẽ qua câu số 2 thì câu số 2 này, cô ấy không thể gì đó nè Trong cái chân, à trong cái tay trái của cô ấy khoảng 2 giờ Cô ấy nói, nó thì hoàn toàn nâm Rồi, nâm dạng như là bị tê các bạn, bị tê liệt Thì bạn thấy rằng, đây chính là cái thì Ờ, à, đây chính là cái thì quá khứ các bạn nè Rồi, đây chính là thì quá khứ nha Thì chắc chắn này, thì chắc chắn rằng Chỗ này sẽ là một cái khả năng trong quá khứ hoặc là một cái giả định trong quá khứ và ở đây không có giả định gì hết các bạn chọn cái thầy một cái khả năng trong quá khứ bạn nha rồi tóm lại rằng trong quá khứ của ấy không làm được 2 giờ bởi vì nó hoàn toàn bị bị tê luôn các bạn rồi à, trong câu này chúng ta dùng cái từ feel cảm thấy gì đó ha rồi cô ấy không cảm thấy được chuyện gì đó hết rồi phiêu anything rồi, bạn nào feel, thầy xin chúc mừng nha Thầy sẽ qua câu số à, 3 Thì tôi không nghĩ rằng thủ tướng sẽ à, cái gì đó Từ cái sự scan, uh, scandal này các bạn nè Rồi, scandal có nghĩa rằng à, bê bối nha Thì ở đây bạn thấy rằng người ta dùng là will manage Rồi, will manage Thì chỗ này sẽ là tu vớp ha Mừng quá, tu Thì theo nghĩa trong bài Chữ nào đi với chữ from nè Thì thầy thấy rằng trong bài có cái từ recover from các bạn nha Rồi và nó hợp nghĩa luôn Recover from Thì tôi không nghĩ rằng thủ tướng sẽ có khả năng Mà xoay sở Để mà à, vượt qua được Cái sự bê bối này Rồi bạn nào recover Thầy xin chúc mừng Rồi chúc mừng Phạm Học nha Rồi chúc mừng Phạm Học à, Thêm cái từ tu vô Phạm Học nha Rồi à, phải thêm cái từ tu vô mới đúng đó Rồi Vũ Thành Cát Lâm chuẩn luôn à, Bạn Tom chuẩn luôn vân vân Câu số 4 thì trong câu số 4 các bạn. Tôi có thể Tracy around uh, sau trà không? À, chúng tôi muốn để mà chơi máy tính. Rồi câu này có thể là. Các bạn dịch lại thầy là. Con có thể gì đó Tracy trà không? Là chúng con muốn chơi máy tính. Thì đây chính là một cái khả năng ở hiện tại ha. Hiện tại con có thể mời không? Rồi câu này dễ luôn. Bạn nào invite. thì xin chúc mừng nha. Rồi bạn nào invite. Bạn Nguyễn Uyên. Uh, và rất nhiều bạn nha. Rồi thầy sẽ qua tiếp theo câu số 5 rồi câu số 5 thì Liz đã rồi đã vừa mới ăn rồi Liz đã vừa mới ăn một cái cây cà khác vì vậy tại sao con hỏng à, có một cây cà khác ý là vậy nó hỏng công công bằng thì đây chính là khả năng ở hiện tại các bạn ha rồi khả năng ở hiện tại chỗ này các bạn sử dụng cái thầy cái từ là have các bạn nha các bạn đừng có dùng cái từ là ít chỗ này ha X chỗ này nó sẽ không có natural nha không có natural trong tiếng anh rồi chúc mừng bạn nào mà have các bạn nha tóm lại rằng ở đây là have one bạn dùng ít chỗ này thì nó sẽ không có natural cứ have là được rồi các bạn nha rồi thầy sẽ qua phần tiếp theo thì khi tôi là một đứa trẻ anh của tôi chị của tôi không được phép gì đó với người lớn đặc biệt vào những cái dịp quan trọng thì trong câu này bạn có be allowed to Rồi, be allowed to verb bình thường thôi Không có gì hết Thì trong trường hợp này Không được phép ăn với cũng đúng luôn Mà trong bài á Người ta cho các bạn cái từ là sick with Cũng đúng luôn Rồi, chữ nào cũng hợp nghĩa hết Nên chữ nào cũng đúng hết Lưu ý cho thầy Cho thầy cái từ ít là ăn nha Rồi, từ have Thỉnh thoảng have cũng có nghĩa là ăn Rồi Thầy sẽ qua câu tiếp theo Rồi, rất nhiều bạn à, Xuất sắc nha Thầy sẽ qua câu số 7 thì trong câu số 7 này Cái người này thì dị ứng với à, lúa mạch nè Rồi dị ứng với lúa mạch Vì vậy anh ta không thể nào bánh mì dưới bất kỳ trường hợp nào Đây chính là khả năng ở hiện tại các bạn nha Rồi khả năng ở hiện tại Thì chữ này là have là ăn Hoặc là eat là ăn các bạn nha Rồi chữ nào cũng được hết Rồi chữ nào cũng được hết Bạn nào have, bạn nào eat à, Cũng đúng luôn Bạn Tuấn Quang, bạn Hải Yến, bạn Nguyễn Uyên À À, bạn Vũ Thành à, Go with à, Go with thì nó không có hợp nghĩa nhiều lắm nha à, Thành nha Rồi không có hợp nghĩa nhiều lắm em Chắc chắn là go with là được rồi đó em Bởi vì à, go with thì người lớn Thì phải đi với trẻ nhỏ để mà à, Bảo vệ chứ thông thường nó sẽ là được nha à, Nó chưa hợp nghĩa lắm Dĩ nhiên là về ngữ pháp thì ok Mà về nghĩa thì nó chưa hợp lắm Thầy sẽ qua câu tiếp theo Rồi à, chúc mừng bạn Phong, bạn Ngọc ha? Phạm Học, Cát Lâm, bạn Tom thì cái người này nói rằng rồi trong quá khứ đã nói rằng anh ấy nói được tiếng Anh nhưng khi mà trong quá khứ chúng tôi tới đó thì trong quá khứ nó hóa ra lại là à trong quá khứ anh ta không nói được một chữ nào, rồi đây chính là khả năng trong quá khứ các bạn nha, không phải giả định gì hết, không phải suy luận cũng chả phải giả định gì hết các bạn nha. Rồi đây chính là khả năng trong quá khứ. Bạn nào speak, thầy xin chúc mừng. Rồi anh Thư Phạm Học Sĩ Phong bạn Ngọc nha Câu số 9 các bạn Câu số 9 Thì tôi thích để mà tu be able gì đó từ nhà Nhưng công việc của tôi Nhưng trong công việc của tôi Nó thì không có thể Thì bạn thấy rằng Ở phía sau ta dùng từ hiện tại này Phía trước ta dùng từ uh, chữ này nè Khi bạn nói rằng I love to á ha, I, I, Rồi I love to á I would love to á Là nói lịch sự các bạn là không phải quá khứ đâu nha, mà chính là nói lịch sử á. thì chỉ thì chỗ này chính là khả năng ở hiện tại và bạn chọn thầy cái từ là work các bạn nha. rồi chúng ta có cái từ là work, from home là làm việc ở nhà các bạn. một cái khuynh hướng à, xảy ra gần đây rất là nhiều. rồi đặc biệt là à, dịch bệnh ha. rồi thầy cũng work from home một thời gian ở nhà. thầy sẽ qua phần tiếp theo. rồi chúc mừng rất nhiều bạn xuất sắc. thì dream có thể for rồi có chữ for chữ này là nghị viện nè. Trong cái cuộc bầu cử vừa rồi. Vì vậy à, anh ấy có đủ cái sự hỗ à, support là cái sự ủng hộ. Nhưng anh ấy không sẵn lòng để hy sinh cái sự riêng tư. Rồi câu này nó lại là khác các bạn nha. Câu số 10 là một chuyện khác đó các bạn. Đây bạn thấy nè. Ở đây người ta nói các bạn nè, người ta nói nè. Rồi, anh ấy có đủ cái sự hỗ trợ trong quá khứ có nghĩa rằng người ta ủng hộ anh ta đủ trong quá khứ là đủ nhưng trong quá khứ là anh ta không sẵn lòng rồi anh ta không có sẵn lòng hy sinh cái cái privacy của mình thì đây chính là một cái câu mà chúng ta gọi là một cái sự giả định trong quá khứ các bạn nha là anh ấy hoàn toàn có thể là tham gia cái này mà trong quá khứ ông anh ta không có tham gia thì đây chính là giả định trong quá khứ bạn phải cẩn thận đó nha khả năng trong quá khứ khác giả định trong quá khứ khác ở đây người ta cho các bạn rất nhiều lý do thì người ta gợi ý cho bạn rằng đây chính là một giả định trong quá khứ đây chính là hết. và bạn chọn thầy cái từ là stood, stood for nha cái từ stood này không phải có nghĩa là đứng gì đó đâu các bạn nha mà chữ này mang ý nghĩa là tranh cử các bạn nha rồi tranh cử nha Ờ, chữ này chính là tranh cử đó bạn là hai chữ đó đây chính là giả định trong quá khứ bạn nào chọn chữ này thầy xin chúc mừng nha rất nhiều bạn xuất sắc bạn anh thư bạn phương vũ bạn tom bạn sĩ phong bạn uyên bạn thành ha vân à, vân vâng. rồi cẩn thận đấy bạn cẩn thận mấy cái mô và vớp này nhìn vậy mà không có dễ đâu thì một cái một cái nôi một cái nôi các bạn hoặc là một cái củi nhỏ cho đứa trẻ nè có thể gì đó nếu bạn hỏi ở quay tiếp tân thì à, đây chính là câu if nè. Đó bạn nào mà nếu mà nếu mà nói rằng đây là câu if rồi, if thì chỗ này các bạn chia thì hiện tại luôn, khỏi phải hiện khỏi phải khả năng gì hết. À, tuy nhiên câu này chính là khả năng ở hiện tại nha. Đây chính là can be profile đi được các bạn. Rồi đây chính là khả năng ở hiện tại. Một số bạn không thích dùng khả năng hiện tại thì bạn nói rằng đây chính là câu if vậy em dùng chia thì À, hiện tại thôi, mà đây chỉ là bị động thôi, không có gì hết Rồi, cũng đúng luôn các bạn nha Rồi, cũng đúng luôn Bây giờ chúng ta sẽ qua câu số 12 các bạn nha Rồi, chúng ta sẽ qua câu số 12 Thì chúng tôi không tới buổi hòa nhạc ở bất kỳ cách nào à, Bởi vì Tram thì không khỏe Rồi, bởi vì Tram thì không khỏe Thì chúng tôi không thể gì đó tới buổi hòa nhạc Bởi vì Tram thì không khỏe thì trong câu này các bạn, ở đây thì các bạn sẽ sử dụng cho hai cái từ go các bạn nha. Rồi đây chính là một khả năng ở trong quá khứ cũng đúng luôn. Mà là một giả thuyết bởi vì trong quá khứ cho em không khỏe nên chúng tôi thể sẽ không đi được. À cũng được luôn các bạn nha. Rồi tóm lại câu này khả năng trong quá khứ cũng được luôn. Bởi vì cho em thì bệnh nè, nên trong quá khứ chúng tôi không thể nào đi. Rồi mà bạn dùng cái giả thuyết cũng đúng luôn. Rồi, à vì chuyện đó chứ không phải là chúng tôi cãi nhau hay chuyện gì đó đâu nên chúng tôi không đi đâu. Rồi, không phải lý do là cái chuyện ở đâu. Rồi, tóm lại trong câu này hai cái đều được các bạn nha. Rồi, có những trường hợp hai cái đều được giống như cái câu ở phần A mà chúng ta đã làm. Bây giờ chúng ta sẽ qua phần tiếp theo là phần C các bạn nha. Rồi thầy chúc mừng rất nhiều bạn luôn. Rồi bạn Vũ Thành, bạn Phương, bạn Tuấn à Quang Ha, Phạm Mắc, Phạm Học, Cát Lâm. Rồi thầy sẽ qua phần C. Thì nếu từ đâu đúng thì bạn stick Còn nếu sai thì bạn correct it. correct nó ha Nhìn vô khúc này nè à, Nhìn vô khúc này các bạn à, shoot then you get Thì khúc này chắc chắn là sai bắt tiêu rồi Không thế nào mà đúng được các bạn Chỗ này không thế nào mà đúng được Bởi vì sút thì không thế nào mà còn góp in được Một là sút thép cộng V3 Hai là sút cộng V1 Thì đây chính là sút cộng V1 Bởi vì trong câu này không phải là trị trích trong quá khứ à, chỉ trích trong quá khứ là nhẹ ra đã nên. Mà trong câu này chỉ là sự cho phép mà thôi. Ở đây bạn chọn thầy là ghét nha. Rồi xong. Rồi các Lâm, Phạm Học, bạn Mai. À, rồi nhiều bạn đúng ha. Anh Thư. Rồi thầy sẽ qua câu số 2. Thì Gavin nè. À, ought to be. Rồi ought to be nên được mặc những bộ quần áo bình thường. À, không nên mặc những bộ quần áo bình thường tới cuộc phỏng vấn tuần vừa rồi. Đây, bạn thấy cái từ tuần vừa rồi mà chỗ này người ta dùng cái thì hiện tại ha. Không đúng các bạn. Câu này là câu chỉ trích, là câu phê phán các bạn. Là câu phê phán. Đây chính là nhẽ ra đã nên. Thì chỗ này các bạn sử dụng cho thầy chính là pin ha. Rồi, à, đây chính là à, người này nhẽ ra đã à mặt thì chỗ này rồi à, chúng ta có ought to a uh, have one rồi chỗ này thầy xem rằng thầy đánh máy có đúng hay không đây có phải là cái từ bi uh, b hay không rồi bi bạn chuyển thầy thành cái từ have nha rồi bi chuyển thành have rồi đúng rồi ought tu uh, to have cộng với 3 nhẹ ra đã nên rồi thầy xin chúc mừng rất nhiều bạn nha thầy sẽ qua câu số 3. thì cô ấy có lẽ đã đưa cho chúng tôi một cuộc gọi để mà cho chúng tôi biết rằng cô ấy thì đúng. Thì trong câu này bạn thấy rằng chỗ này chính là thì quá khứ nè. Rồi đây chính là my have cộng V3. Rồi có nghĩa rằng một cái giả thuyết trong quá khứ các bạn nha. Một cái giả định trong quá khứ. Trong quá khứ cô ấy lẽ ra đã làm chuyện này. Rồi ý nói là trong quá khứ cô ấy không có làm các bạn. Rồi chắc chắn đây là V3. Rồi, đây chính là V3 mà ha. Chúng ta không có mai hết mà cộng V V2 đâu. Rồi bạn nào ghi vần thầy xin chúc mừng nha. Rồi hiểu Bạn nào chưa hiểu thì nhớ báo thầy nha. Rồi các Lâm Trịnh Hồng, bạn Tuấn Quang, bạn Phạm Học, bạn Anh Thư, bạn Phạm Uyên đúng rồi nha. Rồi đây chính là giả thuyết. Câu số 4 các bạn. Ở đây bạn có cái từ là đờ nè. Từ đờ này người ta không gạch thì chắc chắn rằng chữ này phải là cái từ hết Rồi xong Câu này cực kỳ là đơn giản luôn các bạn nha Chỉ có chúng ta chỉ có hết đờ thôi rồi, hết better để bằng suốt các bạn nha. Là bạn nên có cái ý tưởng thứ hai. Rồi có à, có được cái ý kiến thứ hai trước khi bạn làm cái chuyện gì à, mạnh mẽ như là à, làm sập một cái bức tường. Rồi bạn nào hết thầy xin chúc mừng. Rồi Tuấn Quang, các Lâm, Trịnh Hồng, bạn Uyên ha. Rồi cố gắng lên Ngọc Ngọc nha, cố gắng lên. À, Vũ Thành, Anh Thư, Trịnh Hồng nha, cố gắng lên. Học C1, C2, học xong một cuốn sách không có nghĩa rằng bạn đạt trình độ đó. Mà bạn phải uh, photo một lần nữa hay là in một lần nữa ha mà chỗ nào chỗ nào bạn cũng làm trên uh, ít nhất là 80% của quyển sách đó nha mà bạn không quên rồi cứ học qua lần mua lại cuốn và làm lại nếu bạn xong 80% trở lên thì lúc đó rằng cái trình độ ngữ pháp tư vựng của bạn thì thầy có thể gọi là bạn trên uh, bạn đạt được cái B2 nha Còn nếu bạn học xong rồi dù cho bạn hiểu nhưng mà làm lại bạn sai hết thì là chuyện khác các bạn thì tôi không nghĩ là bạn à, phải đi tới trường ngày hôm nay nếu như bạn không cảm thấy khỏe nha. Rồi, nếu như bạn không cảm thấy khỏe thì trong câu số 5 này các bạn rồi, trong câu số 5 này, bạn sẽ không sử dụng cái từ must mà bạn sử dụng cho thầy à, cái từ là should các bạn nha. Rồi, đây chính là một cái à, một cái à, lời khuyên, một cái advice bạn nào should, thầy xin chúc mừng nha. Rồi. Rồi chọn thầy cái từ suốt. Đây chính là advice. Thầy sẽ qua câu số 6 các bạn nha. Thì chúng tôi tuyệt đối là không có uh, không có uh, phán xác Karen cho đến khi chúng tôi biết chính xác chuyện gì xảy ra. Rồi trong câu số 6 này. Thì trong câu số 6 này chúng ta tuyệt đối không nên phán xác người này cho đến khi chúng ta biết chuyện gì xảy ra thì đây chính là câu khuyên bảo và câu khuyên ở hiện tại nên câu này đúng các bạn nha rồi câu này bạn nào à, đúng bạn stick cho thầy cái nha rồi chúc mừng rất nhiều bạn đã đúng ha bạn phạm học bạn anh thư bạn vân nha à, bạn ngọc bạn tom rồi à, bạn tú quang vân vân thầy sẽ qua câu số 7 thì tôi có lẽ không sẽ không có công việc rồi đến là tương lai nè nhưng tôi gì đó xin nó tôi cho là vậy nha rồi các bạn cố gắng học Dash B2 Học hai lần cho thầy nha Cố gắng học hai lần cho thầy Học xong lần 1 In lần in tiếp Học tiếp Thì trong câu số 7 này Bạn có từ as well Nên à, quá mừng luôn các bạn Nên quá mừng luôn Thì câu này chính là chỉ trích các bạn nha Rồi chúng ta có cái à, phần lý thuyết Mà thầy đã tổng hợp cho các bạn á Thì ở đây các bạn Người ta ghi các bạn nè Ở đây bạn thấy người ta ghi cho các bạn là Might as well nha rồi, À, để à, để mà đưa ra cái sự chỉ trích các bạn nha Rồi tóm lại rằng bạn có cái từ là might as well Hoặc là may as well Đều được các bạn nha Rồi might nè à, Trong trường hợp này bạn dùng cái từ là might Hoặc là cái từ may as well Đều được Không phải suốt nha Rồi tóm lại đây chính là trị trích nha Câu số 8 các bạn Thì bạn có thể đã nói với chúng tôi Bạn thay đổi ý thay đổi ý tưởng của bạn về cái ngày nghỉ thì còn việc mà chúng tôi tìm cái người thứ tư ở trong cái giai đoạn cuối cùng này thì như thế nào đây thì đây chính là một cái bởi vì chúng ta có cái câu tiếp theo nè thì bạn dịch ra còn cái việc mà chúng tôi sẽ tìm một cái người thứ tư để thay bạn cho cái giai đoạn cuối cùng này thì sao thì vì câu này nên cái câu này nó sẽ trở thành một cái câu gọi là chỉ trích các bạn nha. Hoặc một cái câu mà thể hiện ý là rất là bực bội, bực mình các bạn nha. Rồi câu số 8 là bực bội, à bực mình. Thì bạn lưu ý cho thầy ở dưới đây à, chúng ta có một cái watch out các bạn. Chúng ta có một cái watch out cực kỳ quan trọng ha. Thì cái từ suốt các bạn, cái từ suốt này, à suốt à code nè, cộng ghép cộng v3 để thể hiện cái sự bực bội các bạn nha. Rồi, bực bội. Thì trong câu này bực bội cũng đúng mà bạn nào biến cho thầy thành cái từ shoot cũng đúng luôn các bạn nha. Rồi tóm lại ra, chữ nào cũng đúng hết. Rồi chờ một xíu xem cái từ là watch out đây nè, cẩn thận các thầy. Ở đây nó có đầy đủ cho các bạn á, à, rất nhiều cái từ là watch out. Rồi có cái chỗ mà annoyance các bạn nha. Rồi chờ chút xíu ở à, phía dưới đây rồi các bạn cố gắng tìm cho thầy nha tóm lại rằng cái từ could này nè cái từ could này và cái từ uh, may cái từ mai diễn tả một cái annoyance thì trong trường hợp này chúng ta tính là annoyance còn một số bạn á là chỉ trích thì cũng đúng luôn tóm lại câu này à, đúng luôn mà bạn biến thành từ suốt bạn cũng đúng luôn rồi tóm lại câu này bạn tích cho thầy cái chính là annoyance rồi chúng ta sẽ qua câu số 9 nha rồi chúng ta sẽ qua câu số 9 các bạn. Câu số 9. Thì ở đây bạn có head radar là không ổn rồi. Thấy head mà radar là không ổn rồi. Bởi vì chúng ta có head beta nó bằng sút các bạn nha. Rồi bạn nào mà head beta thầy xin chúc mừng. Thì chúng ta nên rồi head beta bằng sút là khả năng ở hiện tại đấy, các bạn. Chúng tôi nên Bút uh, book là đặt cái vé bây giờ đó. À uh, head and we không phải quá khứ đâu các bạn nha. Đây chính là khả năng hiện tại đó. À, nếu mà bây giờ á không được á thì họ có lẽ à, họ có lẽ đã bán bán hết luôn rồi. Rồi, họ bán hết trong ngày luôn rồi. Rồi xong. Thầy sẽ qua câu tiếp theo là câu số 10. Thì Terry các bạn nè đã để cái căn phòng này cực kỳ bừa bộn mọi lúc luôn. Rồi, cực kỳ bừa bộn mọi lúc luôn. Thì nó cơ bản là không có tốt. Rồi, nó cơ bản là không có tốt. Thì đây chính là cái câu này là câu ở hiện tại các bạn nha. Rồi, câu ở hiện tại. Còn cái từ would này, một là à, chúng ta à, dùng để cách, một cái cách nói là lịch sự, khả năng trong quá khứ. Hoặc là một cái giả định trong quá khứ nếu mà would have còn V3. Còn trong trường hợp này, không phải khả năng trong quá khứ. Ở đây các bạn sử dụng cho thầy là cái khả năng ở tương lai các bạn dùng will các bạn nha rồi từ would không đúng trong trường hợp này rồi bạn nào will thầy xin chúc mừng à, Wood có nhiều cách sử dụng nhưng không đúng trong trường hợp này nha thầy chúc mừng bạn phạm học bạn tom nè bạn anh thư bạn tuấn quang bạn ngọc đúng câu trên nha rồi bạn mây võ bạn cát lâm bạn Nguyễn nguyễn uyên thầy sẽ qua câu số 11 thì michael thì trẻ các bạn nè đây chính là quá khứ nè nhưng lần nữa anh ta lại trẻ thì chỗ này không thể nào tương lai được các bạn mà đây chính là một cái thói quen trong quá khứ. Cái từ would này, khả năng trong quá khứ, thói quen trong quá khứ. Rồi would have cộng v ba là giả định trong quá khứ. Sự bực bội trong quá khứ, sự phiền phức trong quá khứ các bạn nha. Rồi xong. À, xong phần D, phần E nha Phạm học nha. Xong phần D, phần E, em cứ đi học cái khác đi. À, tí nữa thầy sẽ bỏ ra Youtube để em xem lại sao nha Phạm học nha. Tất cả các video này thầy đều bỏ ra Youtube. À, cho các bạn theo dõi nha. Và thầy sẽ không có xóa like. Thì bạn à, xích xem lúc nào cũng được. Và một bạn thầy cũng like. Rồi em cứ đi học các môn khác quan trọng hơn. Bởi vì cái này thầy bỏ trên Youtube nha. À, lúc nào bạn cũng có thể xem hết. Rồi thầy sẽ qua phần tiếp theo các bạn nha. Thầy sẽ qua phần D. Thì đây chính là phần viết câu không đổi nghĩa các bạn. Đây chính là phần viết câu không đổi nghĩa. À, chúng ta học hoài luôn rồi. Thì à, tôi đề nghị gặp tôi đề nghị gặp bác sĩ nếu như à nó thì không có clear up, clear up là khỏe hơn các bạn. Rồi, clear up là khỏe hơn. Thì ở câu số 1 này, ở câu số 1, à câu số 12. Rồi, câu số 12 các bạn, thầy quên là câu số 12. Rồi, câu số 2. Thì bạn có lẽ hỏi tôi nếu như tôi muốn để đi với bạn, à bạn biết đó tôi cần đi đến ngân à, ngân hàng. Rồi, thầy cảm ơn ta ơn à, à, thành nha rồi bây giờ thầy dịch lại câu số 2 bạn sẽ hiểu liền nha bạn có lẽ đã hỏi tôi liệu là tôi muốn đi với bạn hay hay không bạn biết đó tôi cần đi tới ngân hàng thì câu này thể hiện sự bực bội các bạn thể hiện sự bực bội hoặc là sự trị trích sự bực bội sự trị trích thì bạn có thể sử dụng cho thầy là những cái cách sau đây rồi một sự bực bội à, là Hồi nãy thầy mới nói xong, chỗ này bạn sẽ sử dụng một chỉ trích nha. Cái câu hay nhất á, là suốt nha. Rồi, hay nhất là suốt. Một số bạn là auto cũng được luôn. Một số bạn dùng cái từ là mai Một số bạn dùng cái từ là a à, could nha. Rồi, một số bạn dùng từ could. Một số bạn dùng cái từ là would nha. Rồi, tóm lại trong câu này là nhiều. Nhưng không phải từ mây nha. Từ mây này không diễn tả bực bội trong quá khứ bạn nha. Các bạn phải cẩn thận đó các bạn. Rồi, phải cẩn thận ở trong sách của chúng ta, các bạn cố gắng tìm, à, các bạn cố gắng à, đọc những cái chỗ mà người ta gọi là watch out nè, là cẩn thận đó, à, coi chừng là sai. Đọc từng chữ một và phân tích từng chữ một nha, hỏng thôi là sai đấy bạn. Rồi thầy đọc đó, bạn thấy nè, nè bày tỏ cái sự bực bội về quá khứ nè, đó đây nè bày tỏ sự bực bội về quá khứ là could là ma, là might. Còn could với would thì bạn thấy rằng người ta sử dụng hay thay thế cho nhau rồi thầy sẽ qua câu số 1 thì tôi đề nghị tôi đề nghị gặp bác sĩ nếu như nó không khỏe thì đây chính là hết better các bạn ha rồi đây chính là hết better rồi đây chính là hết better và bạn lưu ý cho thầy như thầy đã nói các bạn á cái từ wood này nè không phải thì quá khứ đâu các bạn nha nó có nhiều cách sử dụng trong trường hợp này là tôi đề nghị một cách lịch sự còn hết better chính là bằng suốt thì đây chính là một cái cách nói lịch sự nha, không phải thì quá khứ gì đâu. Rồi, hết better cộng V1, đây chính là C. Rồi, bạn nào viết như thế này, thầy xin chúc mừng các Lâm, bạn Uyên, bạn Anh Thư, bạn Phạm Học, bạn Vũ Thành nha. Rồi, bạn Tuấn, bạn Tom. Thầy sẽ qua câu số 2 các bạn, thầy sẽ qua câu số 2. Thì nó là cái sự tiêu biểu của Cherry để quên cho con mèo ăn, phải không? Rồi. Thì câu này chính là một cái thói quen trong quá khứ, một cái khả năng trong quá khứ lặp đi lặp lại các bạn. Đây chính là một cái thói quen trong quá khứ. Một thói quen trong quá khứ bạn sử dụng cho thầy là used to cộng V1 đó hoặc là would nè. À would à, trong trường hợp này là would forget các bạn ha. Rồi forget, đây chính là một cái thói quen trong quá khứ nha. À, thói quen à, trong quá khứ đó các bạn. Rồi, trong quá khứ Chúng ta đã học ở Desk B2 rồi đó. À, ở trên bài các bạn, đây chính là tiêu biểu nè. Tiêu biểu chính là thói quen. Còn cái từ words này chính là thói quen trong quá khứ các bạn nha. Thì Jerry hay quên để cho con mèo ăn, phải không? Rồi, ở phía trước là Wood, thì đây sẽ là wooden các bạn nha. Đây sẽ là wooden. Xong. Rồi, bạn nào viết như thế này, thầy xin chúc mừng nha. Rồi, thầy xin chúc mừng. Thầy sẽ qua câu tiếp theo các bạn. Thầy sẽ qua câu tiếp theo là câu số 3. Rồi, số 3 đây. Thì tôi rất là bực bội Diana không mời tôi tới cái buổi tiệc đính hôn của cô ấy. Rồi, tôi rất là bực bội cái cô này không mời tôi tới buổi tiệc đính hôn của cô ấy. Thì hiện tại bạn bực bội một cái chuyện trong quá khứ. Hiện tại bạn bực bội một cái chuyện trong quá khứ Có nghĩa rằng cô này nhẽ ra đã nên Rồi ờ, bạn nào viết nhẽ ra đã nên Là đúng các bạn nha Rồi Hoặc là bạn viết cái sự ẩn Cũng đúng luôn Rồi tóm lại trong câu này có nhiều cách viết Nhưng cách viết hay nhất là chỉ trích các bạn nha Là suốt nè have cộng V3 Invited các bạn Rồi nhẽ ra đã mời chúng tôi Rồi hoặc là cái sự gây bực bội cũng đúng luôn à, tuy nhiên bạn viết hay nhất bạn dùng thầy cái từ suốt nè rồi thầy sẽ qua câu tiếp theo các bạn nha rồi nhẹ ra đã mời chúng tôi có nghĩa rằng nói vậy là không có mời đó các bạn rồi bạn nào mà xuất đình là không đúng có nha tom chỉnh lại thầy nha thầy sẽ qua câu số 4 nha thì mua một chiếc xe vàng là một lỗi lầm mọi người nghĩ tôi lái taxi rồi chính xác luôn chạy nó giống như chạy chiếc taxi không có oai ý là không có oai thì tóm lại là mua chưa Mua rồi à, Mua rồi Xảy ra chưa Xảy ra rồi Thì chỗ này chính là nhẹ ra đã nên Khi mà nói tới nhẹ ra đã nên Thì bạn suốt Hoặc là bạn tu nha Đây chính là suốt not nè Hép à, Bó các bạn nha Rồi Đây chính là một cái sự trị trích các bạn nha Rồi bạn nào viết như thế này thầy xin chúc mừng Tuấn Quang nè bạn Tom bạn Phạm học bạn Vũ Thành bạn Cát Lâm nha rồi bạn Anh Thư bạn Ngọc à, vân vân nha rồi thầy sẽ qua các phần tiếp theo các bạn Thầy sẽ qua phần tiếp theo phạm học chuẩn luôn Thì câu số 5 các bạn Câu số 5 Rồi câu số 5 Câu số 5 Teenager là các bạn tuổi teen Thì rất là ồn ào phải không Rồi teenager là... Thì chỗ này là câu hỏi đuôi các bạn Rồi khúc này chúng ta cần điền ở đây nè Rồi hai cái luôn Các bạn tuổi teen thì rất là ồn ào phải không Thì chỗ này người ta cho các bạn là động từ là V1 các bạn nha là động từ V1 nha. Thì chỗ này các bạn à, câu trên hiện tại câu này thầy sử dụng hiện tại luôn. Thì thầy sử dụng cái từ đu ý thầy là nhấn mạnh các bạn nha. Rồi các bạn tuổi tin là rất rất là ồn ào phải không? Thì chỗ này thầy sử dụng thì hiện tại chính là John Day các bạn nha. Rồi đây chính là một cái sự việc ở hiện tại. Rồi bạn nào viết như thế này thầy xin chúc mừng nha. Một số bạn dùng will thì cũng đúng luôn các bạn nha. Rồi một số bạn dùng will À, cũng đúng luôn. Về nghĩa thì nó đều đúng hết. Rồi. À thầy sẽ qua phần tiếp theo. Câu số 6 nha. Rồi số 6 đây. Nó sẽ không có làm hại bạn để mà xem cái quảng cáo đặc biệt vào lúc này đâu. Thì trong câu này bạn dịch ra nè. Nó sẽ không có làm hại chúng ta để làm cái chuyện này đâu. Rồi. Nó sẽ không có làm hại chúng ta để làm chuyện này đó này đâu thì trong câu này các bạn rồi trong câu này các bạn sử dụng một cái trường hợp đặc biệt ha rồi trường hợp đặc biệt à, một cái trường hợp đặc biệt là cái ý của cái câu này các bạn nha để đưa ra cái sự chỉ trích các bạn nha rồi stress criticism đó bạn sử dụng cái ý này cho thầy có nghĩa rằng à, đi xem một chút cũng chả sao đâu bạn dù cho bạn nói như vậy nhưng bản chất là bạn đang chỉ trích các bạn nha rồi bạn đang chỉ trích rồi chỉ trích thì bạn cứ mai hoặc là may rồi as well và bạn cộng một cái v một các bạn nha rồi c xong đây chỉ là chỉ trích các bạn bởi vì cái câu chúng ta bạn dịch ra bạn thấy rằng bản chất là chỉ trích nó không có hại à, khi mà tao 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 làm cái chuyện ở đâu thì vui mà có sao đâu là chỉ trích các bạn nha rồi chúc mừng rất nhiều bạn luôn thầy sẽ qua câu số 7 các bạn nha thầy sẽ qua câu số 7 rồi thầy sẽ qua câu số 7 nha. Rồi số 7 các bạn. Rồi số 7 thì số 7 chúng ta sẽ viết như thế này. Đây, bạn không nghĩ là bạn nên đánh cái bài essay đó à? Thay vì viết nó. Bởi vì ở đây người ta cho các bạn cái từ là better. Bởi vì người ta cho các bạn cái từ better, ý của người ta phải bắt buộc chúng ta dùng cái từ là had better. Rồi chính là à, tương tự là suit á mà ở trên là trong you think thì chỗ này sẽ là hidden Are you a better rồi xong rồi bạn nên đánh cái bài đánh máy và xây đó thay vì bạn, bạn bạn viết nó. Rồi bạn nào mà heading, thầy xin chúc mừng nha. Bởi vì người ta cho chúng ta là don't thì chỗ này bạn sử dụng thầy là heading. Rồi thầy chúc mừng rất nhiều bạn nha. Thầy sẽ qua câu số 8. Rồi số 8. Nó có lẽ là một ý tưởng hay nếu như tôi đã uh, hỏi cha của tôi cái mà ông ấy nghĩ thì nói như thế này các bạn là trong quá khứ là cái chuyện này rồi có nghĩa rằng trong quá khứ bạn không làm chuyện này rồi nói như thế này có nghĩa rằng trong quá khứ bạn không làm chuyện này một số bạn thì nói rằng ô đây chính là câu if loại 3 nè rồi đúng rồi các bạn nha đây chính là câu if loại 3 rồi còn ở đây thì thầy sẽ diễn giải theo cách là đây chính là một cái một cái giả định trong quá khứ nó sẽ tốt trong quá khứ chuyện đó sẽ tốt hơn nếu trong quá khứ tôi đã làm chuyện đó thì trong câu này bạn sẽ sử dụng cho thầy là trị trích các bạn nha rồi bạn nhẹ ra đã nên bởi vì phải cho các bạn cái từ tu thì chúng ta hết cách rồi o u g h t nè o nè rồi bạn nhẹ ra đã nên uh, bạn nhẹ ra đã nên hỏi cái mà cha suy nghĩ các bạn ha rồi ở đây bạn sử dụng thầy là ox to à, a asked thay mày đây rồi đây chính là trị trích và ở đây bạn thấy người ta có cái từ là properly thì chỗ này các bạn bỏ thầy cái từ là probably vô nha rồi properly chỗ này đây đây properly xong à, thầy thấy có nhiều bạn viết nhầm là khả năng ở hiện tại nha bạn nào mà khả năng ở hiện tại thì thì xem lại thầy đó không thể nào mà khả năng ở hiện tại được các bạn câu này chắc chắn là khả năng ở à, đây chính là khả năng trong quá khứ mà mà là chỉ trích trong quá khứ các bạn nha rồi à, rồi chúng ta xong phần D bây giờ chúng ta qua phần E các bạn bây giờ chúng ta sẽ qua phần E rồi chúng ta sẽ qua phần E à rồi em bận nghỉ tu đúng không bởi vì trong bài này thì em chỉ cần nghĩ tới óc tu nè, suốt tu là ba able tu nè à, chỉ vậy thôi bởi vì cái bài chúng ta nó 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 gói gọn trong cái cái đó thôi nha rồi thầy sẽ qua phần theo nha bởi vì chúng ta đang học theo chủ đề thì thấy chữ tu một là óc hai ba able tu à, hồi nãy mà chúng ta đã học á rồi bây giờ chúng ta sẽ qua phần phần này các bạn nha rồi điền xuống phần này thì điền xuống các bạn điền xuống. Một số chỗ bạn dùng hai chữ và bạn không cần phải thay. Bạn không cần phải à, phải biến cái hình thức à, thay đổi của nó nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm các bạn nha. Thì trong câu số 1 này không có ai ăn cái gì hết. Rồi, không có ai ăn. Thì trong quá khứ không có ai ăn hết. Một chuyện mà trong quá khứ bạn đã làm mà đáng lại mà không cần thiết phải làm. Nhớ cho thầy nha, tóm lại rằng chuyện này bạn đã làm mà mà chuyện này không cần thiết phải làm nhưng bạn đã làm. Ý nghĩa là cái cái ý này là vậy các bạn nha. Nó khác biệt với là là didn't need cộng V1 á. Chữ đó là trong quá khứ bạn không cần làm nhưng nó không mang ý nghĩa là bạn đã làm. Phải hiểu cho thầy bản chất như vậy các bạn nha. Rồi phải hiểu bản chất như vậy đó, không thôi là chật lắc ở đây bạn thấy cái từ tu nè mừng quá bạn thì trong đây chữ nào đi với tu thì chỉ có thể có một chữ thôi à, ở đây bạn có từ đu thì chỉ có thể có từ hép thôi không có chữ nào khác từ hép các bạn rồi bạn có phải là mở cái âm nhạc đó quá to không rồi chúng ta chỉ có thể dùng từ hép chúng ta không thể dùng chữ nào được các bạn nha ở cấp độ cái c 1 c 2 này các bạn cần phải uh, hiểu cái câu để chúng ta biết khả năng ở đâu, ở hiện tại, quá khứ, tương lai vân vân các bạn nha. Rồi vì vậy rằng nó hơi khó là khó cho đó đó các bạn. Thầy sẽ qua câu số 3. Thì bạn gì đó nè, trước khi bạn à, đến thăm đến ví dịch thôi. À, bởi vì chúng tôi tuyệt đối là ở nhà. Bởi vì chúng tôi tuyệt đối là ở nhà. Thì đây bạn nè, cái gì đó gọi trước khi bạn đến. À, bởi vì chúng tôi tuyệt đối ở nhà. Rồi chúng tôi sẽ ở nhà. Thì chỗ này các bạn sử dụng cho thầy là cái từ, à, một cái cụm từ, à, bạn không cần. Rồi, bạn không cần ở hiện tại, đây chính là à, nít đền các bạn nha. Rồi, bạn nào nít đền, thầy xin chúc mừng. Có sự khác biệt, đây là một cái chuyện mà bạn không cần làm ở hiện tại hoặc tương lai. Còn đây chính là một cái chuyện mà bạn đã làm trong quá khứ, nhưng chuyện đó bạn không cần làm. Đó, phải hiểu như vậy các bạn nha. Rồi, chúc mừng các lâm và rất nhiều bạn á. Uh, có nhiều bạn sai nhầm câu số 3 rồi Đây nè, bởi vì các bạn chưa hiểu câu sao Bạn chọn mất là bạn chưa hiểu câu sao Bởi vì chúng tôi chắc chắn là ở nhà Ở nhà thì phải gọi gì nữa các bạn Thì tới đó là gặp thôi, không cần gọi đâu Rồi, thầy sẽ qua câu số 4 nha Thầy sẽ qua câu số 4 Có nhiều bạn nhầm đó Nó thì khó, nhưng tôi biết rằng tôi phải xin lỗi Thì đây chính là thì quá khứ nè Đây chính là thì quá khứ luôn thì chỗ này chọn quá khứ luôn cho nó hợp, hợp thời trang các bạn nha. Rồi đúng rồi, bạn chi ha. Thầy sẽ qua câu số 5 nha. Thầy qua số 5. Thì ở đây bạn có cái từ need nè. Là uh, một cái động từ Trina cần để có một cái công việc mùa hè. Bởi vì ba mẹ của cô ấy khá là giàu. Dịch ra biết ngay câu chúng ta là không cần. Thì không cần thì ở đây chỉ có là nít đền với đơn dần thôi thì chúng ta phải dùng đơn dần các bạn ha chúng ta không dùng là nít đền, nít đền ha rồi đây chính là đơn dần. có nghĩa rằng à, một cái khả năng ở hiện tại không cần làm thêm bởi vì ba mẹ quá giàu rồi khả năng đó các bạn giàu tuy nhiên nhiều ba mẹ cũng à, khuyên các con đi làm để có kỹ năng sống bạn nào đơn dần này xin chúc mừng chúc mừng bạn Cát Lâm bạn Huy Chi À, tô mì đó ha Rồi, thầy nhớ rồi Rồi, Huchi là tô mì đó ha Rồi, thầy nhớ rồi nha à, Rồi, chắc đổi nít rồi Rồi, xong các bạn nha Thầy sẽ qua câu số 6 Rồi, thầy sẽ qua câu số 6 Thì câu số 6 này bạn thấy rằng Ở đây là hep to Thì chúng ta sẽ không có nhiều từ để điền Thì bạn sẽ phải ở đó Một mình Ở tòa đó Bạn phải tới tòa một mình Hay là bạn có luật sư đi theo bạn thì chúng ta chữ này chúng ta không có nhiều từ để dùng ở đây bạn sử dụng hai cái từ will của bạn nha. Rồi, ở đây chính là cái thì tương lai, cái khả năng ở tương lai. Xong, nếu bạn làm bạn gạch 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 gạch, gạch ở đây nè thì bạn sẽ thấy rằng cái phần này chúng ta dễ làm hơn huh, rất nhiều. Chúng tôi không phải mặc đồng phục tới trường ngày hôm nay. À, vì à, tôi đã mặc jean và t-shirt. Vì vậy tôi mặc jean và t-shirt thì đây chính là một cái khả năng trong quá khứ. Đây chính là didn't have to của bạn nha. Rồi tóm lại rằng ngày hôm nay đã trôi qua rồi đấy các bạn. Bạn nói ngày hôm nay nhưng ý nói rằng buổi sáng á. Rồi buổi sáng đã mặc đồ. Bởi vì vì vậy rằng người ta sử dụng thì quá khứ đó các bạn. Thầy sẽ qua câu số 8. Rồi số 8, tôi nghĩ rằng Damon phải ở bệnh viện trong 4 hoặc 5 giờ tới. Bạn thấy rằng đây chúng ta có cái từ là to stay nè. Rồi to stay. Đây là chủ ngữ số ít ha. Thì chỗ này các bạn sử dụng cho thầy là has nha. Rồi không có nhiều từ để điền nên À, các bạn loại trừ loại trừ à, loại trừ loại trừ thì sẽ đúng nha rồi chỗ nào rồi nó nhảy nó nhảy chữ các bạn rồi bạn nào hết thầy xin chúc mừng nha rồi bạn nào hết thầy xin chúc mừng à, bạn Di Hoàng bạn Anh Thư bạn Quay Võ bạn Nguyễn Uyên bạn Tuấn Quang bạn Cát Lâm rồi bạn rồi bạn Ngọc câu 6 nha rồi thầy sẽ qua câu số 9 thì trẻ em à, không được rời khỏi mà không chú ý dưới bất kỳ trường hợp nào bạn dịch ra, bạn thấy rằng ở đây chính là dưới bất kỳ trường hợp nào nè. Rồi, à, còn ở đây là hỏng được rời khỏi mà hỏng chú ý. Thì đây chính là câu dạng bắt buộc các bạn nha. Rồi, bắt buộc các bạn. Đây chính là must ha. Rồi, không được, không được. Rồi, không được, không được các bạn. Rồi, không có nhiều từ chúng ta điền. Nên, à, câu rất dễ các bạn. Chúng tôi không gì đó để mà à, di chuyển ra ngoài sống khoảng 6 tháng Nhưng chúng tôi bắt đầu tìm một cái nơi nào đó Rồi nhưng mà chúng tôi phải tìm một cái nơi nào đó tiện thể Thì câu này ý nói rằng chúng tôi không phải di chuyển ra ngoài để sống Từ cuối cùng các bạn Các bạn dùng cho thầy cái từ God các bạn nha Rồi oh, heaven God Đây chính là uh, cái thì present perfect Hoặc là cái tiếng Anh ngày xưa các bạn Chúng ta có have God, heaven God Nó tương tự như là didn't have của ở uh, a, uh, American English ha. Rồi chúng ta đã xong các bạn. Chúng ta đã xong 5 phần. Rồi A, B, C, D, E. Và bữa tiếp theo thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn tiếp à, 5 phần còn lại nữa nha. Thì là chúng ta sẽ xong cái phần unit 9. Và lúc đó thì chúng ta sẽ qua unit 10. Đó chúng ta cứ từ từ dần dần và chúng ta sẽ xong hết nha. Bạn nào mà làm xuyên học cứ đu theo thầy chút 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 chút. À, rồi đúng rồi anh Thư nha. Thì sẽ xong nha. Còn bạn nào mà ít đu theo á. Ít xem YouTube, ít đu theo, thì sau này bạn học nguyên cuốn, bạn cảm thấy chán lắm nha. Rồi, thầy cảm ơn rất nhiều bạn nha. Rồi, đúng rồi đó, à, Tô Mì ha. Rồi, thầy cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi, và đặc biệt là các bạn đã tha, phát biểu rầm rầm nha. Như là bạn Tuấn Quang nè, bạn Tô Mì, bạn Vũ Thành, bạn Anh Thư, bạn Cát Lâm, bạn Tuấn Quang nha. Rồi, Di Hoàng Phạm Max nè. Rồi, bạn Nguyễn Uyên. À, bạn Ngọc ha rồi Ngọc Cát Lâm vân vân nha rồi rất nhiều bạn luôn rồi rất nhiều bạn rồi rồi sao rồi sao ha rồi sao à, Tomi to rồi thầy xin chào và tạm biệt tất cả các bạn nha rồi thầy xin chào và tạm biệt tất cả các bạn nè rồi bạn Vũ Thành đã congratulation nè nên có nên có bong bóng nè rồi, rất là đẹp luôn rồi rất là đẹp luôn rồi bye bye Ngọc, bye bye Vũ Thành, bye bye tất cả các bạn nha. Rồi bye bye tất cả các bạn nha. Rồi Satomi, rồi thầy nhớ Satomi rồi. Sát tên Hùng, rồi. À, rồi thầy sẽ dừng tại đây. Xin chào và tạm biệt tất cả các bạn nha. Rồi bye bye Bảo Thanh nha. Rồi bye bye Bảo Thanh. Rồi bye bye Bảo Thanh nha. À Mai, à, có gia phạm học nha. Mai chắc thầy like hơi trễ, thầy 10 giờ thầy mới like á rồi thầy xin chào và tạm biệt tất cả các bạn hẹn gặp các bạn vào buổi tiếp theo rồi thầy ở bay đây thầy dừng đây rồi thầy dừng